Vườn hồng ngâm không hạt của gia đình ông Triệu Quang Bạch là một trong những vườn hồng lâu năm nhất và diện tích lớn nhất ở xã Yên Lập. Với diện tích hiện có, gia đình ông Bạch thu hơn 1,7 tấn quả hồng mỗi vụ. Đầu ra sản phẩm nhiều năm qua luôn ổn định. Cây hồng thì tôi trồng cũng lâu năm rồi, được chục hơn chục năm nay rồi. Nhưng mà bây giờ thì được nhà nước hỗ trợ với cái vốn sản xuất nữa thì tôi cũng sẽ phát triển thêm. Và cùng thôn bản là phát triển thêm cái giống hồng ngâm ở cái địa phương chúng tôi. Hiện toàn xã Yên Lập có gần 20 hecta hồng ngâm không hạt, tập trung tại các thôn Tin Kéo, Nà Hét, Bắc Muồi. Năng suất trung bình ước đạt 5 tấn một hecta. Giá bán bình quân đạt 20.000 đồng một kg. Hiện nay, xã Yên Lập đang tập trung xây dựng sản phẩm ô cốp hồng ngâm không hạt Yên Lập, đồng thời tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, đưa quả hồng đến với đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài địa phương. Thì xã cũng đã chủ động là hỗ trợ cho bà con về trước mắt là về giống. Đấy, theo cái chương trình vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, chương trình vốn 135 trên địa bàn xã. Để cái hồng ấy là có thương hiệu trên địa bàn thì xã đã chỉ đạo cho hợp tác xã xây dựng cái sản phẩm ô cốp về hồng không hạt trên địa bàn xã Yên Lập. Và hiện nay thì các hồ sơ là đã được cơ bản được hoàn thiện. Sản phẩm hồng ngâm không hạt hiện đang được huyện Chiêm Hóa xây dựng thành vùng sản xuất hàng hóa tại các xã Yên Lập, Bình Phú, Kiên Đài, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương.